it like Bob Sassy. Pretty, I can't pass it. Eating everything to get no fasting. I don't care what you knew me in the past tense. I ain't no Julia Stiles, ain't no last dance. We pass it. Hello, xin chào mọi người đến với vlog tiếp theo của mình. Và hôm nay mình sẽ đưa các bạn đi khám phá một trong những vịnh biển đẹp nhất của Việt Nam. Các bạn đoán được nơi nào chưa? Đúng rồi, đó là vịnh Vĩnh Hy. Và đây là một nơi thiên nhiên hoang sơ, yên bình, hòa quyện với biển xanh, núi non và những câu chuyện thú vị. Hãy cùng theo chân mình nha. Nhưng mà trước khi đến vịnh Vĩnh Hy thì chúng ta ghé qua nơi này một xíu. Đó chính là Hang Rái. Và bọn mình đến đây khá sớm. Bọn mình xuất phát từ thành phố Hồ Chí Minh đi qua vịnh Vĩnh Hy. Và bọn mình chọn phương tiện là đi xe khách. Vĩnh Hy cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 350 km. Do đó bọn mình đã đi xe khách tới đây, đi trong đêm và đến đây vào rạng sáng. Thì lúc mà bọn mình đến thì Hang Rái vẫn chưa mở cửa đâu. Nhưng mà bọn mình chờ một xíu thì lên để vào trong đón bình minh luôn. Bình minh ở đây siêu đẹp nha mọi người. Và cảnh ở đây rất là nên thơ, rất là nhiều đá luôn. Các bạn có biết tại sao có cái tên Hang Rái này không? Hang Rái, rái đây có nghĩa là rái cá. Cái tên này xuất phát từ việc ở đây ấy từng là nơi sinh sống của loài rái cá. Trước kia ở vùng biển này có hệ sinh thái phong phú, là môi trường lý tưởng cho loài rái cá sinh trưởng. Tuy nhiên ngày nay thì không còn nhiều như thế nữa, nhưng mà cái tên Hang Rái thì vẫn được lưu truyền. Đó, mọi người tìm thấy con cua. Sau khi tham quan Hang Rái thì bọn mình sẽ bóc taxi đi đến vịnh Vĩnh Hy. Thì vịnh Vĩnh Hy này nằm ở xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận, được bao bọc bởi núi rừng và biển cả. Đây là một địa điểm hoàn hảo đấy. Và mình chọn đi vào cái thời điểm là mùa hè. Từ trên cao nhìn xuống, Vĩnh Hy như một bức tranh sơn thủy hữu tình. Mặt nước rất là yên ngã, được bao quanh bởi những ngọn núi xanh mướt, vừa có màu xanh lá vừa có màu xanh dương, cực kỳ nổi bật luôn cả nhà ơi. Sau khi bốc khách sạn và ăn trưa xong thì tụi mình sẽ đi tham quan Vĩnh Hy. Và Vĩnh Hy này có một con đường tên là DT702. Thì con đường này rất là nổi tiếng với vẻ đẹp nên thơ. Các bạn có thể nhìn cái video của mình quay màu rất là đẹp. Nhìn mặc dù trời nắng nhưng mà cảm thấy là rất là xoa dịu. Lúc đầu mình đi xe khách vào đây thì không trải nghiệm được hết cái vẻ đẹp nơi đây, nên là bọn mình thuê xe máy và có những trải nghiệm chạy xe máy trên cái cung đường này rất là đẹp mọi người ơi. Đi tới đâu là muốn dừng lại chụp hình, chỗ nào cũng đẹp cả. Một bên là biển đông xanh thẳm trải dài, một bên là những dãy núi đá hoang sơ. Còn có những cánh đồng muối, vườn nho nữa. Và sau khi tham quan nơi đây thì bọn mình sẽ quyết định là đi đến vườn quốc gia Núi Chúa. Mặc dù cái vườn quốc gia Núi Chúa này nó khá gần với Hang Rái, nhưng mà khi sáng sớm mình đến thì không có phương tiện xe để di chuyển, nên là bây giờ mình phải vòng ngược lại bên đó. Đi
Tiếp một cái là khi bọn mình đến nơi thì trời cũng là 6-7 giờ chiều, trời cũng tối mất rồi, không đi lên đó được. Và cũng không biết đường lên, chỉ có người dân chỉ mình, nhưng mà tối quá rồi lên thì cũng không thấy gì hết. Nên là lỡ hẹn với Vườn Quốc gia Núi Chúa, hy vọng đợt sau mình sẽ có cơ hội quay lại Vĩnh Hy và lên Vườn Quốc gia Núi Chúa một lần nữa. Bên Vĩnh Hy có rất là nhiều hoạt động trải nghiệm. Giống như tụi mình thì sáng hôm sau bọn mình có bóc một cái tour là tour cano đi ra Hòn Rùa và tham quan hang yến, những cái địa điểm xung quanh và lặn ngắm san hô. Bây giờ hãy cùng theo chân mình đi ra Hòn Rùa nha. Không biết mặt người còn kêu anh mà cho. Đây là lúc bọn mình tắt Hòn Rùa, người nước rất là trong xanh luôn, và tí nữa bọn mình sẽ có hoạt động trải nghiệm là ngắm san hô ở đây. San hô rất là cạn nha mọi người. Gọi là sao ta, đây mọi người có thể thấy cái chân của mình, và mình đạp vô san hô và bị đứt chân. Nên là xuống đây mọi người nên cẩn thận nha, tại vì nó khá gần với cái chân của mình và có cá đó này. Vịnh Vĩnh Hy không chỉ đẹp bởi vẻ hoang sơ của biển cả, mà ngay cả hành trình đến đây cũng là một trải nghiệm đầy cảm hứng. Nên là nếu bạn nào muốn khám phá và muốn đắm mình vào thiên nhiên thì cứ lên lịch đi Vĩnh Hy ngay nha. Tạm biệt mọi người, hy vọng vlog này sẽ mang lại niềm vui và cũng như cảm hứng đi du lịch cho mọi người. Và đừng quên nhấn like, share và subscribe để đồng hành cùng mình trong những hành trình tiếp theo. Địa điểm tiếp theo của mình là chuyến đi đến Măng Đen. Mọi người chờ ở tập sau nha.